Ngô Kiến Huy và Diệu Nhi xin được hân hoan chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Ẩm thực Kỳ Duyên. Chương trình nào cũng có những ngày đầu tiên, từ hàng trăm gương mặt sáng giá được lựa chọn cho buổi casting, từ những chia sẻ chân thành. Theo quan điểm của em đó là con đường duy nhất để đến với tình yêu đó là qua dạ dày. Niềm đam mê ẩm thực. Nói về quan muốn của em là gì hả? Em kiểu là em rất là dễ đô ý, em là cũng dễ. Như tình yêu của em thì tình yêu ẩm thực. Em thích ăn loại cuốn với bánh xèo, em làm ăn đó mà. Em thích nhất là món Việt Nam. Những cá tính thích chinh phục. Nếu mà chinh phục cái bạn trai đó mà về ẩm thực thì em sẽ đưa cái mặt của em ra là em sẽ làm bánh. Thì nếu mà chinh phục thì chắc em sẽ làm bánh bông đen mà không. Chắc sẽ làm cái bánh của em. Em làm ngon nhất. Em thích món ăn đó thì mẹ nấu cho ngon. Còn em thích người đó thì người đó phải thú vị. Hay đơn giản chỉ vì đang ế theo xu thế. Tình cảm thì 19 năm cũng ế. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Thấy mình cũng còn độc thân. Mong muốn tìm kiếm một tình yêu. Em hiện tại cũng đang độc thân. Em muốn thông qua chương trình để tìm thử thành ở trong cái lượng nấu ăn, cũng tìm được một cái cơ trường đó. Em cảm thấy thích qua cái việc mà nấu ăn thì nó sẽ cảm thấy chân thật hơn là cái lời tỏ tình của mình. Giống như là một món ăn mình làm ra thì mình sẽ đưa vào hết cái tâm tư giống như của mình vào, cái sức của mình vào trong món ăn, còn hơn là những cái giống như là lời nói hơn hoa mỹ. Xuất phát từ tình cảm chân thành. Ra là nấu ăn cũng giống như tình cảm vậy. Mình cảm thấy mình quý người nào hoặc là gì đó mình mới nấu ăn cho. Tình yêu anh đây anh đã cho vì em. Cuộc sống có lúc đâu biết ai chứ. Ẩm thực Kỳ Duyên khiến anh gần. Vượt qua vòng tuyển sinh gắt gao, người ta thường nói vàng sự khởi đầu đang. Nhưng gian nan ở trường đào tạo Nestle chưa chắc làm các thí sinh của Ẩm thực Kỳ Duyên nản. Với những kỹ năng được đào tạo kỹ lưỡng, các thí sinh đã trải qua những giờ phút căng thẳng. Nhưng cũng không kém phần hài hước, vui nhộn thì sẵn sàng cho ngày khí hình. Có những lo lắng, hồi hộp, sự gấp rút của cả ekip, sự quyết tâm tìm được một nửa của mình từ các thí sinh, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc lầy lội. Những tràng cười sảng khoái. Tất cả đã sẵn sàng cho Ẩm thực Kỳ Duyên phát sóng vào thứ sáu hàng tuần vào lúc 20:30 trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2018.